Đây mình tới cổng địa ngục này nè, hai bên này là đầu trâu mặt ngựa nè, đây là đầu trâu là mặt ngựa nè. Đó, bắt đầu mình sẽ đi xuống vô trong cái hầm này. Ủa, cửa lưng hồi ô âm thanh nó rùng rợn quá. 12, 18 tầng địa ngục. Nhìn giữ điện thoại cũng không móc túi xích. Tối quá không có gì cái gì anh. Vô đây nè. Âm thanh ghê rợn quá. Đây cửa một nè, đèn quang. Đó, bên này bị gì đây? Này là bị đâm mắt gì tùm lum hết trơn nè. Rồi đi đâu nữa? Ghê quá. Cái cửa này gì đây mấy người này? Cửa số 2. Cửa số 2 bị gì vậy chứ? Đây là địa ngục, nay có tên là Sáu Linh. Tội nhân nơi đây bị trôi chôn, thần linh nằm khóc, kẻ bị kéo lưỡi phân thay. À, phải kéo lưỡi phân thay. Ủa, cái số 1 là bị gì quên rồi. Môi tim gan luôn. Còn này cửa số 3 là địa ngục chúng ta, có tên là Lục Bát Hải. Tội nhân nơi đây bị hành một thân thể tan nát, xương thịt quẩn gan, máu chảy lên láng, tiểu quỷ bệnh mường dùng ở trên rút lưỡi cái dao nó cầm xuống ngày đêm muôn lần chết đi sống lại. Đã khổ như thế làm sao ra bồ tát đạo tam đường, khi ở đời khổ điên lao đầu cứ mãi diệt lại. Này là bởi vì đây bị treo cổ gì tùm lum hết trơn. Xương gì tùm lum hết. Thôi đi ngọc nha. Đây nấu chảo dầu. Dẫu có đại nguyện như ngài Kiều Liên, xót xa xin được chịu tội cho người, cũng đâu thể được. Dù rằng không biết như cha thôi, nhưng hai lần ấy gì đó. Nóng chảo dầu với nước sôi gì? Đó. Rồi này bị chặt ra làm hai. Này ông nào ăn thịt chó hay gì đây? Cái này là ăn thịt chó, bị con chó nó câu cáo nè. Là bị... phân thay phân khúc là kiếm kiếm không tin nhân quả hoặc không kiếm chủ sai con này bị gì đây ăn xương không. Đây đấy điện Diêm Diêm Vương này, điện Diêm La. Ở bên này có 2-4 vị, 2 người là nhà một Diêm Vương, cái với một thánh quan quá. Rồi là vong linh xin tha tội. Khắp điện Diêm Vương. Đây là hai vị bắt hồn đây nè. Hát bạch lưỡi đạo quá bên này. Hát bạch vô thường. Tam quan 10 cửa ngục tiếp theo sẽ đến cửa ngục thứ 18. À, 10 cửa ngục luôn. Đây là mấy cái
lửa cứ cháy trong bụng, trực phục ra ngồi, miệng không có mấy răng là bị trào đạp dạ. À, này chắc bị bẻ gan hay gì đây? Thôi hả? Họ đi bị đâm mắt, bị bẻ gan. Đi đâu? Đặng nó giống phơi láo quá. Những quỷ này khi còn là người tài thế, lãng phí lương thực. À, này lãng phí. Gốc. Nhưng thức ăn còn nhiều. Bên này là mấy ông này bị gì đây? Rồi bị lấy cây xiên lên người luôn. Còn cái này bị treo lên kia mấy cái cây, nó đưa lên trên mấy cái nọc trên này nó đâm. Con này bị thắt cổ, bị xiết cổ. Thạch áp ngục, ngục 12, thạch áp ngục, đây nó có. Đây là điều 12, có tên là ngục áp thạch. Ngục áp thạch. Tội nhân nơi đây, nhiều cảnh đá đè nát thấy ngàn đời. Vì đá đè. Tội nhân đi vào ngục, đây là đá đè. Lại, không thể lép đẹp chậu nước hải ngục. Còn cái này là bị móc móc ruột. Bị gì mà móc ruột vậy ta? Xiết cổ. Này bị chặt tay chặt chân. Sau khi chết chặt tay chặt chân chặt đầu luôn. Đây là địa ngục thứ 13, có tên là ngục khủng tử. Tội nhân nơi đây khi chết đi, thân thể bị đầy giả nát hàng ngày, biết bao giờ mới được làm người trở lại, phải chịu nhiều hình phạt đau đớn vô cùng thảm khốc. À, địa ngục thứ 13 là bị không yên thân thể mình, là bị ấy. Còn ở đây là bị gì đây? Ở đây quá trời, bị cắt lưỡi nè, số 14 nè, thè lè lưỡi cắt lưỡi nè. Đây nè, đông cái gì vô lưỡi vô họng luôn nè. Nè, cắt lưỡi đây nè, xếp việc. Nó xạo nè, bị lè lưỡi nè, rồi bị đâm cái gì vô họng, đâm đinh vô họng luôn nè. Đó, đà đó. Cúp đi, chắc đi trước rồi, cúp chắc đi trước rồi. Cái này là bị gì đây? Ở đây là bị gì đây? Rồi đâm xuống à. Sau khi chết, lại rơi vào địa ngục này. Này, địa ngục số 15 là kiếm thọ ngục. Cưa người nè. Đây bị cưa ra làm hai nè. Cưa ra nhiều khúc. Mới có 15 thôi. Còn 3 cổng nữa. Còn ở đây cổng gì đây? Cần 15 là cưa người sẽ tập. À, ở đây là bị ép lại giống như ép ván vậy đó. Nhưng mà tội gì thì đưa tới đây. Đây thì 15, cổng 15. Tội gì thì đứng nghe mới được. Cái cổng 15 nó nhiều lắm, nó nhiều hình phạt lắm chứ không phải nó chỉ có một hình phạt. Ở đây bị bẻ tay, bẻ chân luôn nè. Ở đây là gì đây? Trời ơi trời, nó đổ cái nước gì vô trong họng nè. Đó, nằm đây nè, lấy não lấy mắt kìa ra luôn nè. Thank you.
18. Ồ, cục này là lớn nhất nè. Ở đây là bị gì đây? Ngồi đây, ngồi ngồi đứng trong nè, đứng ngồi trong đầu đội cháu nữa. Đứng ngồi bên trong nè. Cái này nó chắc phá thai quá. Sao? Nè, phá thai là đứng ngồi bên trong nè. Đầu có gì đội trong ấy máu nè. Đó, phụ nữ phá thai á. Đó, chửi thề là xuống dưới bị gì nữa đó. Chửi thề là bị gì? Nãy tôi rồi.